Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến, hòa chung với không khí cả nước khi đua hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 17 và 76 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2017. Được sự chỉ đạo của Hội đồng Đô thành phố Hà Nội, Hội đồng